Đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều sự phản hồi cũng như là những câu hỏi thắc mắc tới từ các bậc phụ huynh muốn gửi tới bác sĩ để có thể nghe được lời giải đáp. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi đầu tiên. Vâng ạ, thưa bác sĩ, đây sẽ là câu hỏi đầu tiên của chị Nguyễn Thị Len, 32 tuổi ở Hà Nội. Chị có hỏi như sau ạ. Xin bác sĩ tư vấn dùm em, bé gái nhà em thì được 15 tháng và được 8 cân. Bé ăn cháo rất chậm, cứ ngậm thôi, một tiếng thì mới xong. Em phải cho bé xem iPad, YouTube thì bé mới chịu ăn. Em phải cho bé ăn thêm phô mai này, men tiêu hóa, vậy mà bé vẫn còi. Vậy bác sĩ có thể tư vấn giúp em là làm thế nào để có thể để bé hết biếng ăn và chậm tăng cân được không ạ? Cái dấu hiệu mà mẹ kể với chúng ta là nó ngậm này, rồi nó ăn rất là ít khi nó chịu khó nó ăn cả, đứa trẻ nó lười ăn này, thì tôi thấy đấy là cái dấu hiệu mà nhiều cháu nó bị. Con chị nó có 8 cân thì rõ ràng là thiếu, và bắt đầu cái 8 cân ý là tính là điểm đầu tiên của suy dinh dưỡng rồi đấy, chứ không được gọi vào cái diện thấp cân nữa đâu. Thế thì chị phải chú ý ngay. Thế thì tôi thấy thế này. Thứ nhất là về cái phương pháp cho ăn của chị thì là chưa được. Bởi vì là ngay cả chuyên gia Anh đã sang làm việc với bọn tôi về vấn đề là biếng ăn của trẻ em giải quyết như thế nào. Ngay các nước châu Âu văn minh như thế mà cũng còn băn khoăn về vấn đề biếng ăn của trẻ em thế nào. Thì họ nói rằng là cố gắng là cho con ăn trong 30 phút trong một bữa thôi. Anh không nên kéo dài. Thế nếu mà chị cứ kéo dài nó thì nó cứ ngậm ấy. Rồi cho con ăn 30 phút mà nếu con không ăn được nữa thì thôi, ta cứ thôi hẳn, nhưng để bữa sau ta cho ăn. Thứ hai nữa là trong khi ăn thì anh đừng cho xem iPad với lại video với lại TV. Vì cái này nó làm cho đứa trẻ nó mất tập trung thì nó càng lại không chịu ăn đâu, nó lại càng lười. Thế còn lại thì bây giờ chị xem lại là thứ nhất là cách chế biến của chị này đã hợp với con mình chưa? Vì thực ra là cháu cũng cần là 15 tháng mà, thành ra chế độ ăn vẫn cần mềm. Đối với trẻ Việt Nam ấy thì nhiều trẻ một tuổi là bà mẹ cho ăn cơm nát rồi. Đấy, thế thì có thể ăn cơm nát cũng được, ăn cũng vẫn được, nhưng mà anh phải chế biến rất là mềm cho con. Và thứ hai nữa là trong chế độ ăn ấy, phải chú ý đầy đủ cả bốn nhóm thực phẩm. Bốn nhóm thực phẩm trong đó thì có chất tinh bột. Thứ hai là nhóm dầu đạm rất quan trọng. Trong đó là có đạm động vật và đạm thực vật. Thì anh cũng phải cho cả thịt, cá, trứng, sữa này. Thế nhưng mà thịt động thực vật thì mình có thể cho đậu phụ. Cũng là một cái thực phẩm rất tốt. Mình thay đổi bữa đi, chứ không nhất thiết là phải cứ là thịt cá hết. Đấy. Rồi một bữa là một dầu mỡ chị phải cho vào cho cháu. Chứ nếu không cho dầu mỡ ấy, thì nó sẽ thiếu rất nhiều chất mà để bảo vệ cho mắt, cho não, cho da, và đồng thời là nó thiếu hẳn năng lượng, cơ thể nó không phát triển được đâu. Và còn một cái nhóm cuối cùng mà nhóm mà bà mẹ nhiều khi cũng dễ bị nhân nhượng với con, thí dụ như là rau, hoa quả. Nhưng mà vì là trong giai đoạn vừa qua ấy, thì con chị là nó thiếu một giai đoạn tương đối dài, mà hiện nay là suy dinh dưỡng bắt đầu. Thế cho nên là phải giải quyết sớm. Thì thứ nhất là anh nên dùng những cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nó hỗ trợ cho cái vấn đề là chế độ ăn của đứa trẻ. Thế thì tôi thấy cái siro cá mập thì chị có thể cho con dùng được. Bởi vì là nó ăn được ít, chứ giai đoạn đầu nó cố gắng nó phục vụ thì chưa ăn được nhiều. Nó ăn được ít thì cái lượng sữa non ở trong cái sản phẩm ấy là nó cung cấp rất tốt những cái thành phần dinh dưỡng mà nuôi cho đứa trẻ. Đấy, thế rồi nó lại giải quyết được cả cái vấn đề táo bón cho đứa trẻ nữa, thì nó sẽ ăn uống được dễ dàng hơn. Thế đồng thời là trong quá trình anh sử dụng sản phẩm thì kết hợp với tư vấn của thầy thuốc nhi khoa đấy, thì anh xem là nên chế biến cho con ăn như thế nào này, cách cho con ăn như thế nào. Xin được cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi thứ hai nhé. Vâng ạ, thưa bác sĩ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi thứ hai như sau. Câu hỏi này tới từ chị Cao Thị Khánh Linh, 28 tuổi ở Hoàng Mai, Hà Nội, có hỏi như sau. Bé nhà mình 4 tuổi, từ nhỏ sau 2 tháng sinh ra thì bé đã gặp phải chứng táo bón, cứ 4, 5, 7 ngày thì mới đi ị một lần. Mình cũng rất lo lắng và có tham khảo ý kiến của rất nhiều mẹ thì được lý giải là do hệ tiêu hóa của bé chưa phát triển đầy đủ, do bé chắc dạ.
nên không sao đâu. Tuy nhiên thì bé bị táo bón suốt 1 năm và mình có đưa bé đi khám, cũng dùng nhiều men tiêu hóa, men vi sinh hàng ngày, cũng bổ sung thêm nhiều rau xanh này, sữa chua, thanh long, bơ để cho con, nhưng không thấy cải thiện gì. Xin bác sĩ chỉ cách điều trị dứt điểm bệnh táo bón của cháu được không ạ? Vâng, xin mời bác sĩ ạ. Đúng là chị mà có con mà lại táo bón 5-7 ngày mới đi một lần, mà nó kéo dài cả năm rồi, tôi cho là tương đối lâu rồi đấy. Đấy, thế chị có thể cho cháu là thứ nhất là đến khám bác sĩ nhi khoa này để bác sĩ kiểm tra xem cháu còn có bệnh tật gì không để loại trừ ra. Thế thứ hai là bác sĩ hướng dẫn cho chị cái chế độ ăn, xây dựng cho con nấu nướng rồi chế biến ra làm sao, và thời lượng và cái giờ giấc ăn uống như nào cho phù hợp này. Thế sau đó thì chị dùng thêm cái sản phẩm siro cá bạp ấy để chị bổ sung luôn cho con mình, là trong đó nó có cái chất dinh dưỡng rất tốt là cái sữa non, đồng thời nó lại có những cái chất mà nó giúp cho nó chống táo bón ấy. Nó giúp chống táo bón. Nhưng mà đấy là phải sau khi chị điều trị một đợt, chứ hiện nay con chị điều trị mà nặng quá mà dùng ngay thì chị lại thấy nó chưa có tác dụng thì chị lại nản. Cái giai đoạn nặng ban đầu là phải dùng thuốc đã, cho bác sĩ ta cho cái tiêu hóa của nó được tốt. Thế sau đó thì chị dùng thực phẩm chức năng thì có thể dùng kéo dài. Cháu nó bị táo bón ấy thì chị dùng cái sản phẩm siro cá mập thì tôi thấy nó có mấy cái nó rất là phù hợp với cháu là như thế này này. Thứ nhất là cái sữa non thì đầu tiên là cái ưu việt của nó là axit amin quý mà cần thiết cho cơ thể là nó đảm bảo đầy đủ cung cấp cho con chị. Rồi nó lại cung cấp rất nhiều cái kháng thể mà để chị có thể là tăng cường cái miễn dịch cho con mình, rồi khả năng chống đỡ bệnh tật của nó tốt lên. Và ngoài ra nó còn các cái loại thành phần vitamin, rồi là các cái chất khoáng rất là tốt mà nó phù hợp cho đứa trẻ. Nhưng có một đặc điểm là ngay cái sữa non nó cũng có cái tác dụng nhuận tràng. Đấy, tác dụng nhuận tràng. Thì đối với trẻ sơ sinh ý, thì người ta còn bảo lo để tống phân xu ra ngoài. Nhưng đối với trẻ lớn rồi thì nó hỗ trợ thêm cho cái việc là tăng cường cái nhu động ruột lên để nó đào thải cái phân bình thường hàng ngày của nó. Thế thì ngoài ra là trong cái sản phẩm siro cá mập này thì lại còn có hai cái chất xơ mà lại rất tốt cho vấn đề là tiêu hóa và rất tốt cho vấn đề là điều trị táo bón. Tức là dùng inulin cũng là một chất xơ, mà chất xơ hòa tan. Và cái mạnh của anh ý là anh vào tới ruột rồi anh trương nở đến 8 đến 10 lần. Nên thành ra là nó hút được các cái chất độc tố ở ruột xong rồi nó đào thải ra ngoài thì rất là tốt. Bên thứ hai là cái chất polysaccharide mà fibrin B ấy, thì nó cũng là giúp cho điều chỉnh cái hệ vi khuẩn đường ruột. Mà vi khuẩn đường ruột nếu như anh phát triển cân đối, tỷ lệ đa phần phải là cái vi khuẩn có lợi, còn cái tỷ lệ cái vi khuẩn có hại chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ thôi, khoảng 20% thôi, thì là lúc đó mới điều chỉnh được cái tiêu hóa của cháu, là cháu sẽ giải quyết được cả cái táo bón. Mà nó giải quyết được táo bón thì nó sẽ ăn uống được tốt hơn là trong lúc nó đang ở cái trạng thái như thế này. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi của bậc phụ huynh thứ ba nhé. Thưa bác sĩ, con gái tôi năm nay 3 tuổi, cháu bị lười ăn, chậm tăng cân, đã uống siro cá mập được 2 tháng, nay đã đang tăng được 2 cân, thì tôi có nên tiếp tục cho cháu uống siro cá mập hay không? Và tôi muốn bổ sung thêm lysin cho cháu thì nên sử dụng những loại thực phẩm nào? Dạ vâng, xin mời bác sĩ ạ. Về vấn đề mà cháu của chị là đã điều trị được 2 tháng rồi, đã sử dụng cái siro cá mập mà tăng được 2 cân, thì tôi cho như thế là rất là tốt rồi. Như thế tức là nó vừa là tốt về cái tăng cân, bởi vì cái hệ tiêu hóa của cháu đã được điều trị ổn định tốt hơn, nó tăng cường cái hấp thu tốt hơn. Tăng cường hấp thu tốt hơn thì tức là các cái hệ men tiêu hóa trong đường ruột của nó là phải được bài tiết ra nhiều, thì là mình phấn khởi rồi. Thì rõ ràng là cái sản phẩm ấy nó có tác dụng cho con mình rồi. Nó làm cho cái, không phải cái sản phẩm ý là nó giúp riêng cho cái chuyện mà tăng cường dinh dưỡng đâu, mà nó còn giúp cho cả vấn đề là các cái men tiêu hóa trong hệ thống đường ruột của đứa trẻ nó được bài tiết ra rất nhiều để nó giúp tiêu hóa những thức ăn ấy. Thế chị có hỏi thêm là ăn cái thực phẩm nào để mà có tăng cường lysin cho con chị?
Thế thì theo như là cái bảng thành phần hóa học mà Viện Dinh dưỡng đã cung cấp ấy, chúng tôi làm cái gì thì phải dựa trên cái nền tảng khoa học của chuyên môn của nước mình mà. Thế thì tôi thấy rằng là trong cái thực phẩm này ấy, thì chị có thể dùng các cái loại tôm cá, nhưng mà đặc biệt là cá ngừ nhá. Cá ngừ thì hàm lượng cao nhất là tới 2147mg trong 100g cá. Nhưng mà cá ngừ thì tôi nghĩ là cao nhất thật, nhưng mà nó cũng không đến mức độ là cao quá. Thì trong đó cái cá hồi là 1985mg thì nó cũng sấp xỉ thôi, kém mà ít thôi. Nhưng mà tôi nghĩ cá hồi trẻ con nó dễ ăn hơn. Thế thì mình có thể cho ăn cá ngồi, chứ cá ngừ cũng có đứa dị ứng. Mà cá hồi thì tôi chưa thấy trường hợp dị ứng mấy đâu. Đấy. Hoặc là tôm này, hoặc là cá thu đao này, nó vẫn cao hơn cá thu thường. Đấy. Thế còn tôm rồi là trứng ấy thì lòng đỏ là cái lượng lysine rất là cao. Lòng đỏ lượng lysine cao, nhưng mà đối với trẻ lớn rồi thì mình có thể cứ ăn trứng toàn phần. Nhưng mà ăn là tốt nhất là ăn trứng gà. Trứng gà là gà nuôi là an toàn nhất. Thế rồi trong cái thực phẩm mà chế biến, tức là từ sữa ra, thì cái phô mai cũng là lượng lysine rất cao. Đấy, thì có thể dùng phô mai thêm cho con. Đấy, thì cái đó là cái tốt. Thế rồi trong các cái loại thực phẩm khác, như là chị có thể dùng thịt gà này, thịt lợn này, hoặc là thịt bò, những cái đấy là mình chế biến cho con mình ăn, thì nó cũng là lượng lysine rất là cao ở trong này. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, do thời lượng của chương trình có hạn nên chúng tôi xin phép được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.